Xin chào, mình là Trâm, vùng đến từ Việt Nam. Mình đang học quản trị kinh tế kỹ thuật số tại Đại học Khoa học ứng dụng quốc tế Berlin. Tại sao mình muốn đi du học? Từ khi còn nhỏ, mình đã luôn muốn được đi du học khi mình bắt đầu học một ngoại ngữ mới. Bạn biết đấy, học thêm một ngoại ngữ là sống thêm một cuộc đời. Và mình muốn thực sự trải nghiệm nhiều cuộc đời hơn nữa tại nhiều quốc gia nhất có thể. Sau khi nhận bằng thạc sĩ, mình quay về Việt Nam để sống cùng với gia đình và thu thập các kinh nghiệm làm việc tại một số công ty. Do nhận thấy sự cần thiết phải trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng chuyên ngành, mình đã nộp đơn xin thị thực tới Đức để tìm kiếm cơ hội mới và phát triển sự nghiệp của mình. Mình đã từng nộp đơn thị thực vào Đức 3 lần. Lần thứ nhất, mình bị từ chối vì hồ sơ không đầy đủ. Hai lần sau đó đều thuận lợi nhận được visa nhờ sự giúp đỡ từ Expatio. Mặc dù mình không nói tiếng Đức, mình hầu như không gặp khó khăn gì trong thời gian ở đây. Khác với những suy nghĩ từ trước, nước Đức không hề cứng nhắc như mình nghĩ. Berlin thậm chí còn rất náo nhiệt và sôi động. Mình có cơ hội làm quen với những người bạn mới, cực kỳ thân thiện. Chúng mình đã giúp đỡ nhau rất nhiều trong học tập và cuộc sống. Mình rất háo hức khi được nếm thử những món ăn mới, tận mắt chiêm ngưỡng, hay tận tay sờ vào những thứ mới lạ và tận hưởng nền văn hóa nơi đây. Vẫn còn rất nhiều địa điểm đẹp mà mình muốn khám phá ở đất nước này. Và mình vẫn muốn tiếp tục hành trình này của mình tới Đức.